Thưa quý vị, hiện nay bỏ phố về quê đang trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Rời bỏ thành phố và trở về vùng nông thôn mang đến cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho những người đi ngược dòng này. Bỏ phố về quê đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Và hôm nay Quý Quyên xin mời quý vị khán giả đến thăm gia đình của anh Bảo Tân và chị Thị Mỹ để khám phá ra cái sự lựa chọn này như thế nào nhé. Ngôi nhà của vợ chồng anh Bảo Tân và chị Võ Thùy Mỹ nằm trên mảnh đất 2.000m2 tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Tháng 8 năm 2019, vợ chồng bỏ phố về quê, bắt đầu cuộc sống mới của mình bằng việc hiện thực ý tưởng xây ngôi nhà đất, cùng nhau làm vườn, trồng rau, dạy tiếng Anh và sửa sang ngôi nhà. Thoạt nhìn, cứ ngỡ ngôi nhà được xây rất đơn giản bởi nguyên liệu chỉ có đất, tre và cây khô. Nhưng không, hành trình xây nhà khá vất vả do vợ chồng trẻ tự tay dựng lên, chứa đựng cả tình yêu, sự kỳ vọng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Rồi mình xây ngôi nhà đất nè, rồi khởi nghiệp từ chính mình nơi mình sinh ra, và cái việc mà hai vợ chồng như vậy thì ngay từ đầu nó có sự khó khăn nhiều không anh? Khó khăn nhiều lắm chị. Khó khăn nhất là nản. Tại vì từ một cái kỹ sư, rồi từ nào giờ mình đi làm giấy tờ không à. Xong rồi đó phải về nhà phải tự làm chân tay. Ví dụ như đào đất, chị thấy tường này mình làm là nó dày khoảng hơn 30. Rồi chị cứ tưởng tượng là phải lấy cuốc đào, rồi xe rùa đẩy vô, rồi tự tròn tự đắp. Rồi cái cảnh mà khi mình đào lên hai xe rùa mình đẩy vô tới đây. Mình đào. Rồi sau đó mình đắp lên. Sau đó cả ngày mình thấy nó không có thay đổi gì hết. Đó thì nhìn nó rất là nản. Nhưng mà những lúc như vậy thì mình hai vợ chồng động viên nhau. Đó là mình đã quyết tâm làm như vậy thì mình phải làm như bằng được. Nhờ hành trang chuẩn bị đó, hai vợ chồng anh Bảo Tân có công việc ổn định tại nhà. Hiện hai vợ chồng chủ yếu tập trung vào công việc dạy tiếng Anh trực tuyến cho người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. Mong muốn của hai vợ chồng đó là làm cái gì đó cho cái môi trường mình sinh sống. Về quê không những là mình về quê để sống, mà mình về quê để góp phần bảo vệ cái môi trường ở cái khu vực mình sống, ở cái quê hương của mình đó. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng. Những người trẻ bỏ phố về quê gặt hái quả ngọt như hôm nay là cả quá trình dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên. Và với anh Bảo Tân cùng chị Thùy Mị vô cùng hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình khi bỏ phố về quê.